cha chung đều ai khóc. Còn lại bọn mày im, giận dữ cái bài học bọn mày hay tìm. Nếu mà tao phải cười mới là thấy đau, đâu được cái quyền lợi lúc bọn mày đùn đẩy nhau thì rồi mới có unicorn và cầu vòng bảy màu. Nhưng đẹp biết duyên với karma, nhân quả và những cái nghiệp. Và cái ta vào mặt nhưng vẫn cứ thích nhập vai tiếp. Thế giới bọn mày funny, funny. Thế giới tao là thiên tài và điên dại thất bắn đi. Nên khinh thế mới quỳ xuống năn nỉ. Tao tìm vào sự cân bằng giữa thủ phạm và nạn nhân. Đời tao có tai nạn là bản thân, nhưng xem thằng nào thua nạ. Ích kỷ của mày đã giết chết cái ích kỷ của tao. Mày thích nghĩ cái căn bản tao phẫu thuật và biến tấu. Mày chiến thắng vài gợn sóng, tao ngưỡng chỉ lòng biển sâu. Để rồi làm một cái điều sai cuối cứ nghĩ là chả ai thấy. Đổ cho cái hoàn cảnh nên mày phải vẫn có sóng ngầm trong biển làm. Và đó là cái cây sâu đã chiến thắng. Con quỷ nó không nguyện hình mà núp đằng sau cái biện minh, đang núp đằng sau cái ý tưởng kiên định. Tạm biệt Chúa là chính mình, mày cùng với con quỷ lập ra liên minh. Cho đừng giờ cho quên lúc bọn mày thơ phò lật mặt mỗi khi chơi chờ gió. Lao cá mới cố ý đào xin thì bố mày bố thì mới có nô tỳ. Ta là mày chết mẹ đi cho rồi cho xong làm gì. Ô nhiễm cái bóng oxy nghĩ mày khôn lành định phá số nổ như pháo binh và độ. Nhưng đéo ngờ cái lợi trước mắt tính ra lộ. Mày còn chọc nghèo lại bon hen giờ cho mèo để bon chen. Rồi chỉ nói bố một câu tôi thì cho mày còn tốt đầu. Mấy cụ cậu ngô nghe thì vô lễ thay thế lại tưởng hay. Tao biết mày cho khốn nạn nhưng nhường mày. Mày sống vì tao có rap và Chúa đã nương tay. Nhưng cái nghiệp nó sẽ đeo thắt cho ai cả. Ngay bây giờ cho mày ăn hai và hoặc giả là để cuộc đời nó nói cho mày biết cái giá. Hoặc giả là để cuộc đời nó nói cho mày biết cái giá. Exist.